đời kia. Và đó là Mi Caron. Chúc mừng bạn. Một bữa tiệc rất đẹp. Và bạn là bông hồng tỏa sáng nhất đêm nay. Không biết là những vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay nghĩ như thế nào về buổi tiệc này? Có làm cho quý vị hài lòng không ạ? Xin mời quý vị hãy cùng chấm điểm ạ. Xin mời. Và thời gian đã hết, cảm ơn ba vị quân sư. Bây giờ thì xin mời chị Phương Vy hãy chia sẻ cảm xúc của chị về tiết mục trình diễn vừa rồi ạ. My ơi, em đẹp nhất rồi đó, thiệt luôn đó. Quá dễ thương. Em phá vỡ cái cách mà hát cũ của cái bài này luôn, đặc biệt là những cái chỗ như aha, đêm nay ai cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây, những cái chỗ aha đó đó, thì em cho những cái attitude vào thì rất là dễ thương, rất là cute, và nó làm một người thiếu nữ rất là chủ động ở trong cái đêm tiệc của đời mình. Cho nên là chúc mừng em một cái phần biểu diễn rất là tuyệt vời. Toàn là những lời khen, cảm ơn ca sĩ Phương Vy. Và Châu Đăng Khoa, Cường nghĩ rằng là Châu Đăng Khoa cũng không có thể nào mà có thể chê được, đúng không? Anh cũng vừa đồng tình với chị Vy, và anh cũng có rất nhiều điểm anh không đồng tình với chị Vy về tiết mục này. Thứ nhất, anh cảm thấy bài hát này nó không hợp với em. Em còn quá nhỏ so với bài hát này, đây một bài hát nó quá lớn so với em. Nếu mà là anh sẽ chọn cho em ca khúc ví dụ Búp Bê Không Tình Yêu chẳng hạn, làm theo cái kiểu pop rock chẳng hạn, nó sẽ rất là phù hợp, và cái năng lượng cũng như là cái giọng của em nó sẽ được tôn lên rất là nhiều. Còn đối với anh, cái bài này là nó phải có một chút lả lơi, nó phải có một chút sexy, nó hơi đàn bà đúng chút rồi xíu. Nó phải đàn bà hơn, nhưng mà em chưa đến cái tuổi đó, em giờ tuổi ăn tuổi học thôi, yêu đương cái gì. Không, đi tiệc đi đồ là cấm nha, ở nhà lo mà luyện tập nhiều vào không có được đi chơi đi đi tiệc rồi đó. Ủa phụ huynh ơi, phụ huynh đang là cách dự tiệc thành phụ huynh luôn rồi. Không, thực sự là anh nó rất là tiếc cho cái chỗ đó. Tuy nhiên em thông minh ở cái chỗ là cái gì đó, em giao luôn, em kết nối với khán giả đó, từ đầu chương trình tới giờ có một mình em làm cái điều đó thôi. Cần nghe những lời từ anh cũng có việc anh chia sẻ cái cảm nhận của anh nữa, sự đồng cảm của anh. Anh thích cái bài này, em diễn xuất lắm, trời ơi đã lắm kìa. Lúc mà em đặt cái tay lên đây rồi bung lên vậy nè, cái đoạn đó mình cảm giác giống như là cái váy này nó rất là lớn trong một cái buổi tiệc, nó lớn hơn cái phần mà vũ đạo của em á, nó cũng cộng thêm cái điểm của em hát, và nó che lấp đi những cái khiếm khuyết mà lúc nãy giờ anh Châu Đăng Khoa có góp ý cho em. Cho nên anh nghĩ là em sẽ được một điểm kha khá đối với anh. Thường thường mà anh Việt mà nói điểm kha khá là cao lắm luôn á. Giờ bây giờ thì xin mời ca sĩ Phương Vy hãy chia sẻ số điểm của mình dành cho Mi Caron. Mi ơi, chị gửi cho em 9 điểm rưỡi nha. Em kính như vậy. Đêm tang lễ
trở về. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua bao mộng ước cũng xa rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau Thì Hằng, một ca khúc với giọng hát vô cùng ngọt ngào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm. Xin mời các vị quân sư. Cảm ơn ba vị quân sư. Dạ, khi nãy thì em thấy ca sĩ Quang Hà có chỉ đạo diễn xuất cho Đình Thị Hằng. Dạ, anh có chỉ qua này, diễn kia. Dạ, bây giờ thì anh hãy chia sẻ cảm nhận của mình như thế nào ạ? Đình Thị Hằng, em phải cảm ơn chương trình vừa rồi để cho em một cái sân khấu đẹp vô cùng. Em như một nàng công chúa tuyết bước ra và kể cái câu chuyện của tình của mình. Với những ca từ rất ngọt ngào, rất là sâu lắng. Từng câu, từng chữ em hát, em lấy hơi. Nói chung là rất là trọn vẹn. Nói chung là anh thấy tiết mục này rất là hoàn hảo. Không có sự khoảng cách giữa người trình diễn và người khán giả. Đó là cái tiết mục thành công. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Quang Hà. Dạ, bây giờ thì trên sân khấu chúng ta có nàng công chúa Tuyết rồi. Ông già Noel cảm nhận như thế nào? Xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Trong cái bài hát nhạc tình vừa rồi á, em hát về mùa Giáng sinh, nhưng vẫn đâu đó một vài chữ á, em vẫn mang hơi hướng truyền thống trong đó. Cho nên đây là một cái xây dựng cho em. Nếu sau này em hát những cái bài hát tình ca thì em phải tập kỹ hơn nữa để cho cái bài nhạc tình nó trọn vẹn hơn, và người ta không thấy một chút truyền thống nào trong cái ca từ hoặc là trong cái câu hát nhỏ nào của em thể hiện. Chúc mừng em tiết mục vừa rồi. Em cảm ơn anh Việt ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời chị. Chị cảm thấy rằng là hôm nay cảm ơn đạo diễn, cảm ơn tổng thể dàn dựng đã làm cho em một cái tiết mục hòa quyện cùng với giọng ca của em rất tốt, và em đã thể hiện đẹp một bài hát, người lắng nghe cũng cảm thấy là sâu lắng rất nhiều. Chúc mừng em tiết mục đã thành công tốt đẹp. Dạ, em cảm ơn chị Thanh Hằng.
Xin được cảm ơn chị Thanh Hằng và xin được cảm ơn ba vị quân sư. Và bây giờ thì sẽ đến với phần tiết lộ điểm từ vị quân sư khách mời là ca sĩ Quang Hà. Xin mời anh Quang Hà. 10 điểm. Tuyệt vời. Dạ, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Tuy nhiên, ông chú Tuyết ơi, còn ông già Noel khó tính nữa. Rồi còn bên cạnh nữa là còn có nghệ sĩ Thanh Hằng nữa. Thì lát nữa đây, chúng ta hãy cùng thảo hội xem là kết quả như thế nào nha. Còn bây giờ thì chúc mừng Thanh Hằng một lần nữa nè.
Đó là ba cô gái chúng ta trong phần hát nối. Ngay bây giờ xin mời ba vị quân sư sẽ đến với phần cho đẹp. Và thời gian cho điểm đã hết ạ. Cảm ơn ba vị quân sư. Dạ, và bây giờ thì xin mời ca sĩ Quang Hà sẽ đưa ra nhận xét cho mình ạ. Hằng, hôm nay em hát rất tốt. Bài hát này em hát rất ngọt ngào và em có cái nhạc cảm trong người. Thế nên là em có độ to, độ nhỏ. Cái câu đầu tiên thì chưa hay. Thế nhưng mà sau bắt đầu đó thì bắt đầu em vào guồng được. Thì em hát rất là ngọt ngào. Và cái bài hát này anh nghĩ rằng là Tông lấy cho em cũng là chuẩn. Đó, nên là anh tặng em 10 điểm. Như anh đã chia sẻ với em Ngọc Ánh là phải lấy hơi những chỗ thấp và ngay những chỗ đầu tiên em vào, thì trong cái bài hát này em đã làm được. Và anh thấy rằng là bài hát này khi em hát những câu cuối cùng rất là hay, và đúng là cái tông này cũng rất là vừa vặn với em. Thế nên là anh cũng cho em một điểm rất là cao. Như chia sẻ với mọi người rằng là Ánh Vương là một người giọng hát dày và trầm và thấp, thì rõ ràng như là những nốt cao bạn ấy sẽ không làm được. Tông bài hát này là tông pha trưởng, và nốt cao nhất là nốt la, không hề cao. Bài hát này hoàn toàn giọng nam có thể hát lên được bình thường. Mà Ánh Vương hơi bị chật vật, bài hát nó cần sự ngọt ngào thì em lại nó hát nó hơi action một tí. Thế nên là rất tiếc là vòng này thì em sẽ không nhận được điểm cao của anh. Cảm ơn anh Hà, nhưng mà anh đã lỡ công bố một điểm rồi. Em cũng rất là muốn nghe điểm của anh dành cho Ngọc Ánh và Ánh Vương ạ. Ngọc Ánh xin tặng Ngọc Ánh 9,5 điểm. Và Ánh Vương, anh tặng em 9 điểm. Vẫn là những số điểm rất cao đúng không anh Cường? Dạ vâng ạ. Và bây giờ xin được lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời chị. Khi đã đến cái bài này rồi thì chị cảm thấy rằng là các em có một sự chỉnh chu và chu đáo nhiều hơn nữa. Và có một cái hòa quyện cùng với lại cái đạo cụ mình diễn. Các em có cảm xúc ở trong đó. Hằng đây cũng vậy. Bài hát này em ca rất là ngọt, rất là dễ thương. Từ nốt cao cho đến nốt trầm đều đặn nhẹ nhàng. Còn với lại Ngọc Ánh thì con cũng khắc phục được những cái nốt trầm của con. Cũng như là con ngồi để mà trên cái chiếc ghế mà đọc cái cuốn sách đó, nhẹ nhàng, rất là dễ thương, làm sao đâu á. Giống như mình muốn gửi gắm đến một cái gì đó, cái tình cảm của mình trong cái lời bài hát. Cảm ơn, chúc mừng con nha. Còn với còn Ánh Vương thì thật sự là nội lực của em rất là mạnh, nhưng mà đâu phải là lúc nào cũng phải dùng nội lực đó. Có những lúc mà mình cần phải tha thiết, dịu dàng, điệu đà nhiều hơn chút xíu nữa. Thì cái bài hát này cũng như Quang Hà đã nhận xét em, nó có lẽ là nó hơi bị nghịch hơn cho em chút xíu. Thôi thì em cũng đã làm tròn xong. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Thanh Hằng. Sao em nhìn chị? Dạ anh Việt là... chắc chắn là em có nhiều điều muốn nói lúc này đúng không anh? Bạn Nịnh thì Hằng á. Nịnh Hằng. Bạn ấy được mà cũng bị, là được diễn với cái dù nhưng mà bị diễn với cái dù. Tại vì cái dù nó ít cái động tác để diễn lắm. Là một là mình xếp lại, hai là bung lên rồi đi tới đi lui thôi. Cứ phải cầm cái rồi đúng không? Trong khi cuốn sách á là dễ rất hơn. Là nhiều thứ để diễn nội tâm đúng trong rồi. Đó. Và thậm chí là Anh Vương có hoa hồng nữa. Quá ở trên quầy bà thì rất là nhiều cái đất để mình diễn xuất, mình thu hút mọi người. Nhưng mà rõ ràng là Hằng dùng cái yếu điểm của mình khi diễn với cái dù, thì bạn lại dùng cái thế mạnh của giọng hát. Bạn chinh phục người ta bằng giọng hát để người ta quên đi cái sự yếu ớt của mình trong diễn xuất. Việc nghĩ cái tiết mục này nó mỗi người nó có một cái thế mạnh riêng. Còn những giọng hát thì anh Quang Hà đã nói hết rồi. Nhưng mà dù gì đi nữa thì mỗi bạn đem tới một cái khung cảnh nhỏ thu hẹp lại trong cuộc đời này gửi vào bài hát vừa rồi. Cảm ơn các bạn về mùa đông rất tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả, xem ai sẽ là người phải dừng lại ở vòng này. Và đầu tiên xin được chúc mừng một cô gái, một cái tên mà ngay khi xuất hiện đã tạo ấn tượng bởi một lời ru đến từ Cao Lan, đó là Nịnh Thị Hằng với số điểm 58,5. Và hai cô gái tiếp theo, ai sẽ phải dừng lại ạ? Ánh Vương hay Ngọc Ánh? Hai cô gái này đều có chữ Ánh trong tên của mình. Chính vì vậy mà số điểm của họ cũng bằng nhau luôn ạ. À.
đó là 55,5 điểm. Với số điểm bằng nhau như vậy thì cái quyền quyết định xem ai sẽ là cô gái chính thức bước tiếp vào thử thách đơn ca thì chắc là mình phải để dành cho nhạc sĩ Vũ Quốc Việt kìa. Bây giờ mình cho mình họp nội bộ chút xíu. Phải cho bạn nào ở lại cũng rất là khó. Và khó nhất lại là anh Việt, bởi vì anh Việt sẽ là cái người công bố cái điều đó. Vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng đến với phần hội ý. Và chị Thanh Hằng sẽ chọn tên một người, và anh Quang Hà sẽ chọn tên người còn lại để anh Việt anh chọn cuối cùng. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình chọn tên một bạn á, là mình phải có thêm một cái lý do ngắn gọn nữa chị Hằng ơi. Em xin mời chị Hằng chọn trước ạ. Ánh Vương hay là Ngọc Ánh này ạ? Khổ quá. Chị rất là, phải nói là cảm phục rất là hai em. Nhưng mà nói chung á thì là ngồi trên chiếc ghế của ban giám khảo rồi thì là phải có một sự công bằng và công tâm. Khi mà khán giả đang ngồi ở đây cũng lắng tai nghe thì bây giờ Thanh Hằng muốn hỏi khán giả gì chứ, là quý vị khán giả chọn ai? Cho Thanh Hằng có gợi ý chút xíu được không? Hai. Dạ bên đây là Ngọc Ánh, bên đây Ánh Vương ạ. Ở đâu? Vậy? Thôi đừng có nữa. Khán giả đây có thể nói dùm gợi ý cho Thanh Hằng thử cái được không? Có phải đúng ý? Thật ra thì Ngọc Ánh là sinh năm 9X đúng không? Ngọc Ánh là Gen Z luôn á anh Quang Hà, nhỏ tuổi nhất luôn. Nhỏ tuổi nhất. Nên là anh nghĩ rằng là Ngọc Ánh sẽ còn nhiều thời gian để trau dồi thêm cho giọng hát của mình. Thế nên là nếu mà để chọn một trong hai em thì anh vẫn muốn Ánh Vương đi tiếp. Dạ vâng. Dừng lại không phải là em thua, và em dừng lại em trau dồi thêm nữa, năm sau em quay lại em mới là đỉnh điểm. Tại bây giờ cái con đường của Ngọc Ánh em còn phải đi cần nhiều xa hơn nữa. Nhưng mà hiện tại mình nhìn thấy rằng là giữa cái xê xích chút xíu với nhau thì chị thấy rằng là Ánh Vương có thể rò trội hơn Ngọc Ánh. Thì theo như chị thì chị chọn Ánh Vương. Cảm ơn chị Thanh Hằng. Hết hồn. Rất hay. Hay quá. Làm nó mệt quá. Dạ như vậy là thay vì là anh Vũ Quốc Việt sẽ đưa ra quyết định thì bây giờ chúng ta đã có gọi là đa số rồi đấy ạ. Đa số. Nhạc hồi hộp trỗi lên. Cho xin tiếng nhạc. Anh Vũ Quốc Việt sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ chọn Ánh Vương đi tiếp. Chúc mừng Ánh Vương và xin được chia tay với Ngọc Ánh. Ngọc Ánh, khi mà kết thúc cái tiết mục này, em vào trong kia, anh muốn lấy số điện thoại hoặc contact của em. Anh sẽ giúp em hoàn thiện hơn nữa, chỉ dạy cho em nhiều hơn nữa để em có thể trở thành hơn. Và nếu có số diễn nào anh sẽ mời em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Quang Hà. Mình dừng lại ở vòng này, mình dừng lại cuộc chơi đêm nay, nhưng mình có thêm một cái cơ hội rất là lớn, đó là được anh Quang Hà hướng dẫn và giúp đỡ mình làm sao để cái ngày quay trở lại người hát tình ca, Ngọc Ánh sẽ thay đổi hoàn toàn khác, không chỉ kinh nghiệm hơn, kỹ thuật hơn trong giọng hát của mình, mà trải nghiệm của bạn cũng có nhiều hơn, và chắc chắn sẽ là một Ngọc Ánh rất tuyệt vời ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngọc Ánh đã đến với chương trình. Ơi, nếu con muốn hát ca giọng cổ thì qua cô nha. Con đường của Ngọc Ánh đi rất là rộng rãi đúng không? Và một bên là tân nhạc đó, tình ca, và một bên là giọng cổ nè, tài tử nè ha đó. Em muốn đi đường nào cũng được hết. Như vậy là chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Ngọc Ánh ạ. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình diệu êm. Khi em cất tiếng khúc chào đời bên môi, buồn vui như cơn gió trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tẻ. Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng lòng. Trong ánh mắt con lẽ buồn
nồng nàn từ con tim, xuân sao dòng nước mắt suốt mặt trời dịu êm. Khi em đã có nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu êm. Trời sinh ra mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mi mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió xa xôi. Khi ta bỗng thấy tôi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt còn cuộc tình buồn tên. Có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn. Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời, niềm vui trong ánh mắt còn lệ buồn trên môi. Xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim, xuân sao dòng nước mắt hết muộn phiền trong em. Khi ta đã có nụ hồng ở trong tim, giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu êm. Khi em đã lớn nụ hồng nở trên môi, giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu êm. Hoàng Phúc, chúc mừng Nguyễn Juni và chúc mừng Nam Trà. Và cảm ơn phần hỗ trợ của vũ đoàn New Sky. Thuở ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn. Cuộc đời hồng nhan cây và đắng thôi thì lòng trái ngang. Bao nhiêu trai lang yêu nàng đi theo xin nàng tim vàng, nàng vẫn không màng. Nàng đã chót yêu một chàng nghệ sĩ. Tình hỡi ơi tình chàng đã có gia đình. Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng. Ê sao duyên mình không thành như bao cô nàng thơ tình. Nàng khóc một mình. Thì ơi thì biết không thì. Con tim yêu đương là sống với đau thương. Khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết cớ sao thì buồn. Nàng quyết ra đi xa làng mình, người tình yêu dấu. Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước qua cầu.
mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm xây núi cao, đi sâu vô rừng quên tình hay đi vô rừng chôn mình, tình vẫn u sầu. Từ đó không ai ai còn gặp gặp nàng đâu nữa, chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình. Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây, đau thương u tình vô cùng tương tư nhân tình khôn lường, nàng chết trong rừng. Thì biết biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu, thì đã biết cớ sao thì buồn. Thì biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu, thì đã biết cớ sao thì buồn. Tụi nó nhìn lá vàng úa chiều nay, tụi nó ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tụi nó ngơ ngác tìm tiếng gió. Tụi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tụi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tụi nào lang thang thành phố tóc mây cài, em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nhìn thu, tuổi nào mơ ghét mây trong sương mù, xin chân em qua từng phiến ngàn, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ, tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa. Ôi buồn, tuổi nào ngồi khóc tình đã nhìn thu, tuổi nào
màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Xin chân em qua từng phiến ngàn, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong. Cảm ơn Quỳnh Như với tiết mục vừa rồi. Bằng một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Với một chiếc áo mới cho một ca khúc đã quá quen thuộc và rất nổi tiếng rồi, thì không biết là phần thể hiện vừa rồi của Quỳnh Như sẽ nhận được số điểm là bao nhiêu đến từ ba vị quân sư đây. Và đây là ít phút dành cho các vị quân sư ra số điểm quyết định của mình. Xin mời. Và thời gian cho điểm đã hết. Vậy thì bây giờ xin mời anh Lâm Chính Huy sẽ đưa ra nhận xét như thế nào. Chúc mừng em, bởi vì em hát rất là tròn trịa và tập được một cái ca khúc trong cái thời gian gấp gáp như thế này mà em hát được trọn vẹn như vậy là chúc mừng em. Giờ để cho anh Việt, anh Việt nói. Cảm ơn Huy. Em hát bài này á cũng là một cái thử thách rất là lớn. Tại vì em hát dòng nhạc quê hương, dòng nhạc trữ tình, bolero đối với em là rất nhẹ nhàng. Nhưng cái bài này nó làm khó em rất là nhiều. Cái chỗ mà nửa cung em biết không? Đê-đê-đê-đê như lá chiều nay mà em hát luôn luôn cái chỗ đó là một cung hết. Tức là chiều nay chứ không phải là chiều nay. Tại vì cái đó là những cái nốt hoa mỹ á, nó cần phải chính xác. Tất nhiên là nếu nghe qua thì mình không có phát hiện. Nhưng mà rất tiếc là cái bài này nó quá quen thuộc rồi. Nếu em có hát lại bài này á, em để ý mấy chỗ đó thì em sẽ hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn em. Cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và bây giờ thì sẽ đến những nhận xét từ nghệ sĩ Tiết Cương dành cho Quỳnh Như như thế nào đây ạ? Xin mời anh Tiết Cương. Qua cái trình diễn của bạn thì tôi thấy ở bạn có một tiềm năng. Bạn có thể hát được nhiều dòng nhạc. Bài này thì bạn hát cũng rất là mộc mạc, rất là giản dị và nói đúng từ hơn là rất là ngây thơ. Không có kỹ thuật, không có nhiều xử lý. Đối với những người nghe như chúng tôi thì cảm thấy thì Quỳnh Như hát như vậy là hay rồi. Xin được cảm ơn những nhận xét đến từ nghệ sĩ Tiết Cương. Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố điểm của ca sĩ Lâm Chính Huy. Xin mời anh. 9.5 dành cho em. 9.5. Chúc mai tóc đêm nay còn xuống. Người chơi của chúng ta như vậy là đã hoàn thành xong thử thách hát nối mang tính quyết định cho đêm nay rồi. Chúc mừng cả ba bạn nha. Ngay bây giờ xin được mời ba vị quân sư đến với phần trao điểm. Xin mời. Dạ, phần trao điểm đã hết ạ. Tới bây giờ thì nữ hoàng thân thiện. Ok, cái bài này là phải nói là nó thuộc về Tân rồi Tân ơi. Bạn lên cái đoạn cao á, Vi bị nổi da gà luôn á. Lâu lắm rồi Vi mới có được cái cảm giác khi mà ngồi nghe hát live mà nổi da gà. Tại vì bạn lên nó mượt quá, nghe nó đã dễ sợ đã luôn á. Cho nên là riêng đối với bài hát này á thì Vi rất là thích cái giọng của Tân. Nghe rất là mượt. Và đối với Mi á thì có vẻ như là Mi đã rút được kinh nghiệm từ cái bài trước rồi. Cho nên là Vi nghe rõ ràng thấy được cái sự nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn trong cái việc bạn thể hiện trong cái bài hát này rất là hay. Còn Roy thì đẹp trai. Đẹp trai. không những đẹp trai đâu nhưng mà hát cũng rất là tình cảm trong bài hát này cho nên là xin chúc mừng ba bạn đã hát cái thành công cái bài hát tuổi thơ của Vi. Cái bài này hồi xưa lúc mà mới biết yêu á Vi thích dữ lắm cho nên là thank you so much. Hát quá hay quá. Dạ mình có nói luôn số điểm luôn mà. Chị Vi muốn công bố luôn không? Hay là đợi
anh Việt với lại Châu Đăng Khoa nhận xét xong rồi chị công bố cũng được ạ. Do chị thôi ạ. Lúc nãy thì chị Vy có nói là lúc chị Vy mới yêu thì Vy thích bài này, còn mà khi Khoa mới biết yêu á, Khoa thích Lúc Mới Yêu của chị Vy. Lại là một màn chia sẻ cảm xúc. Không, chia sẻ sự chân thành luôn, mọi người nhìn vào ánh mắt em đẹp. Em cũng mê bài đó của chị nữa. Cảm ơn em. Ủa, Phương Vy đang họp fan club ở đây hả mọi người? À, dạ đúng rồi ạ. Đầu tiên nói về Tân đi. Đúng như chị Vy nói, cái đoạn chuyện của em nó mượt mà kinh khủng khiếp. Và em ơi, em không có cần phải cố gắng để thoát ra hình ảnh của chị à hay gì cả. Em hãy cứ xem đó như là một cái món quà vui mà em tặng khán giả thôi. Còn cái giọng riêng của em mà đã nói rồi, em có làm gì nó cũng hay. Thật sự là như vậy luôn. Em say mê, em hát đến nỗi mà em quên bước xuống luôn. Nhưng mà không sao cả, tại vì cái phần hát quá tuyệt vời đó, đã cứu lại tất cả. Còn My đúng như là chị Vy nói nãy luôn á, là rút được kinh nghiệm liền ngay lập tức. Nhưng mà em cũng đừng có vì thế mà đánh mất chính mình nha. Cái chuyện mà mình kiểm soát nó thái quá, nó mang tới lại những cái kết quả khác nhau đó. Hiểu ý anh không? Có nghĩa là mình kiểm soát nhưng mà mình vẫn phải là chính mình. Còn Roy, có thể hôm nay em gặp hai đối thủ hơi mạnh. Nhìn em có một sức hút rất là đặc biệt luôn. Và cái điều này là không phải ai cũng có đâu. Anh rất là hy vọng là em phải tự tin hơn vào cái giọng hát của mình nữa. Ví dụ những cái phần feel sau mà, ví dụ như mà em mà tăng thêm 20% công lực nữa chẳng hạn, để cho nó bứt phá hơn hẳn. Trong mắt anh nó là ba bạn đúng là cân tài cân sức luôn và rất là khó chọn luôn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Châu Đông Khoa. Dạ, anh Vũ Quốc Việt có vẻ như là ngư ông đắc lợi nha. Ba bạn này á khác nhau nhưng mà hòa quyện vào nhau. Anh Việt chỉ có tiếc cái là biết sao, ở dưới chân chúng ta đạo cụ là những cái đóa hoa, chúng ta hơi bị thờ ơ. Có một điều rất buồn cười là lúc mà Thảo My bước xuống á thì thấy Tân không bước xuống. Đúng ra em là diễn viên á, em cứ tự nhiên đi kệ ảnh, hiểu không? Mình xuống mình diễn với bạn này giống như là một cái kịch bản khác. Em cứ chờ và đâm ra cái chỗ đó nó bị hờ hững. Nhưng mà em nghĩ là do bé My á, bạn ấy chân thành quá với sợ mình. Bạn Tân là sai, sợ bị sai nên là nhắc bạn, đó là một cái ý tốt. Cho nên là mỗi người cũng có cái ưu và cái khuyết trong cái bài này, cho nên sẽ có một số điểm hấp dẫn phía sau. Đi chơi qua phố lang thang, tình cờ mưa rơi, từng giọt mưa thôi. Ôi cơn mưa ngâu ướt đẫm đêm màu, từng giọt rơi máu tạt vào đêm thâu. Từng giọt mưa rơi tái muôn trùng, để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ta mang u mê đi giữa chân gian. Ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang, bước qua trên vai giọt ngắn giọt dài, để làn tóc rối cỏ dại thân tôi. Tôi yêu em nên đâu dám vô tình, để hạt mưa hoen ngọc ngà thân em. Khi xưa đưa em qua phố ướt đẫm, cuộc tình trong vắng giờ là hư không. Xưa em hãy quên nên đã theo chồng, để lại cuối phố một tràng lông bông. Từng giọt mưa rơi tái tê hồn, là giọt lệ buồn nhỏ xuống thiên đường. Ôi cơn mưa tôi lấp đánh cuộc si, nhìn nàng ngọc ngà thân sang bờ mi. Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian giàu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo. Đôi mưa mà đi rơi tầm ta hoang mang bâng khuâng, ai mong từ giờ
ra. Hạt mưa rơi ướt mi nàng, xe thắp tim chàng, giây phút lơ là đôi lứa thôi đành dạ từ đêm mưa. Từng giọt mưa rơi tới muôn trùng để làm bàng hoàng một cõi vô cùng. Ôi cơn mưa tôi ướt đẫm cuộc si, nhìn nàng ngọt ngào thân xác bờ mi. Mê đi giữa trần gian, ta đi lang thang giữa chốn hồng hoang. Người chơi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay ạ. Ngân, ôi thấy đẹp trai quá rồi, tính làm quen hả em? Dạ, cái năng lượng mà này nó hút em sao giờ? Em năng lượng đi. Mời em giao lưu đi. Đầu tiên thì có lẽ là xin được mời ba người chơi của chúng ta tự giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Lời nói đầu tiên thì xin cho phép em Minh Hoàng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng như quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Dạ, ba anh chị quân sư cũng như là hai anh chị MC của chúng ta ngày hôm nay ạ. Người tiếp theo, lời đầu tiên cho phép Nguyễn Đình Tuấn Dũng xin gửi đến tất cả các quý vị khán giả, ban quân sư lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Còn chàng trai quý chứ á trời này. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép đăng quân Pino xin được gửi tới lời chào đến ba anh chị cũng như là hai anh chị MC và tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Đăng quân. Dạ là Minh Hoàng, Tuấn Dũng và Đăng Quân. Dạ. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì xin mời ba vị quân sư sẽ trao điểm ba người chơi đầu tiên. Lát nữa đây thì số điểm của ca sĩ Tố My sẽ được công bố ở vòng này. Còn số điểm của hai vị quân sư còn lại sẽ được giữ tới cuối chương trình ạ. Và bây giờ thì xin mời những vị quân sư chúng ta sẽ có những chia sẻ với phần biểu diễn vừa rồi. Và xin mời nghệ sĩ Kiều Oanh ạ. Đầu tiên là bạn áo vàng ha, rất là đẹp trai. Thật sự em có một cái ưu điểm là một cái dốc dáng rất là ca sĩ. Bước ra là, em biết không, đã là nghề này bước ra 50% là nhìn trước. Nhìn trước rồi người ta mới thưởng thức giọng hát của mình sao. Cho nên là cái đầu tiên bắt mắt, rất là bắt mắt ha Việt ha, rất là đẹp. Tuấn Dũng, chiều cao ở đây của em không có phải bằng hai bạn kế bên. Nhưng tự em, từ cái bản lĩnh sân khấu của em, từ cái duyên dáng của em, cái tự tin của em, cái chị cảm giác em cao bằng các bạn kia. Đó là hình thức. Còn bạn bên đây, em rất là khôn khéo khi mà em chọn như chị. Mình lấp lánh là được nha em nha. Lên sân khấu kệ nó, bây giờ cái gì tính sao, mình cứ để người ta bắt mắt mình trước. Chơi như vậy là chị thích đó nha. Hai chị em mình bằng nhau rồi nha. Chị có mấy hộ, còn em là từ trên dưới kim tiếng hết nha. Thôi, và chị chúc mừng ba em với mắt chị. Ba đứa hôm nay hay, đẹp và chị rất thích. Cảm ơn những nhận xét đến từ chị Kiều Anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của người đàn ông đẹp nhất ở trong các vị quân sư. Đó. Đúng rồi. Em mong là anh Việt sẽ công bằng nha. Không phải là vì Minh Hoàng mặc cái màu áo giống anh mà anh sẽ ưu ái cho bạn ấy đâu ạ. Cái ngoại hình của em và giọng hát của em rất là giống anh Điền Đăng Trường. Nói cũng giống nữa, nhất là cái giọng nói á, y chang luôn. Dạ, thực sự thì em cũng tiết lộ luôn cho ban quân sư cũng như quý vị khán giả thì trước đây em cũng đã từng tham gia chương trình về giống thần tượng anh Đăng Trường và cũng đã có thứ hạng cao trên chương trình. Có nhiều khán giả hỏi tại sao Hoàng cứ đi tham gia chương trình này chương trình kia trong khi cái giọng của Hoàng đã giống anh Đăng Trường rồi mà cứ đi tham gia như vậy. Nhân đây em cũng muốn gửi lời đến tất cả quý vị khán giả là em muốn tất cả mọi người biết đến em, một ca sĩ Minh Hoàng, fan ruột của anh Đăng Trường chứ không phải là một phiên bản nào của anh Đăng Trường cả. Thật sự anh đánh giá rất là cao điều đó. Tại vì khi chúng ta đủ nhận biết, nhất là trong nghệ thuật, trong âm nhạc,
trong cái cách biểu diễn của mình á, thì mình không muốn là một phiên bản của ai cả. Chính vì điều đó nên anh cũng muốn góp ý Minh Hoàng á, em hãy thoát khỏi ra đi, em hãy hát với chính cái giọng của em. Tiếng hát, tiếng nói của em cũng đã nói lên hết tất cả những cái tiết mục vừa rồi. Bây giờ đến Đăng Quân, hình như là em có tập nhảy đúng không? Ồ, anh có thể là làm cái beatbox cho em có nhảy một tí xíu để em chiêu đãi khán giả của người hát tình ca hôm nay được không? Mặc cái bộ đồ đó mình nhảy nó sẽ tạo cái bước nhảy nhiều cái bước lung linh hơn nhiều ha. Và người ta để ý nhiều. Hồi nãy em chơi hai cái bài có cái tiết điệu cha 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 như vậy mà em không nhảy để cho em nổi bật hơn lên là rất là uổng, rất là phí luôn á. Sau này em có biểu diễn nhiều á, em phải phối hợp với cái thế mạnh của em là em biết vũ đạo. Anh nghĩ cái điều đó nó cũng sẽ giúp em rất là nhiều. Người ta vừa nghe và vừa xem sẽ hấp dẫn ha. Còn về Tuấn Dũng, tiếng hát của em ra chinh phục ngay và nó rất là chắc. Cho nên anh cũng mong muốn rằng sẽ đón nhận em một tiết mục tiếp theo. Sẽ muốn thưởng thức tiếng hát của em thêm nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn những chia sẻ của Quân Sư Vũ Quốc Việt. Bé My ơi, gia đình, đại diện gia đình hãy chia sẻ nào. Xin chúc mừng ba bạn với màn trình diễn vừa rồi. Nhìn chung thì cái màn trình diễn vừa rồi rất là hòa quyện. Cho phép My nhận xét về bạn Minh Hoàng trước nha. Bạn trình diễn tương đối là tròn trịa. Tuy nhiên rằng là cái sự tự tin ấy hình như là nó hơi thiếu chút xíu. Và My mong rằng là cái phần biểu diễn sau của bạn ấy, bạn cố gắng bình tĩnh hơn. Bạn Tuấn Dũng, khi mà bạn cất giọng hát lên phải nói rằng là rất là thuyết phục và rất là bắt tai người xem. Bạn chinh phục người xem bằng cái bản lĩnh của bạn. Khi mà những nốt cao nốt thấp bạn đều tròn trịa hết, cột hơi rất là chắc, cộng thêm bản lĩnh sân khấu của bạn nữa. Bạn nên duy trì và phát huy thêm nhé. Chúc mừng bạn Đăng Quân. Bạn rất là nghệ sĩ trong cái trang phục của bạn. Phải nói bạn ra đây là chỉ là đối thủ của chị Kiều Anh thôi chứ không ai là đối thủ của bạn cả. Thì khi mà bạn trình diễn, đâu đó cũng thấy trong bạn nó có những cái tính nghệ sĩ. Tuy nhiên rằng là chú ý vào cao độ, chú ý về cục hơi, bạn cố gắng hát rõ lời hơn và lực hơn. Dạ vâng ạ. Cảm ơn những nhận xét của ca sĩ Tommy. Và bây giờ thì ca sĩ Tommy sẽ công bố số điểm mà Tommy dành cho cả ba người chơi. Còn số điểm của hai vị quân sư còn lại sẽ giữ đến cuối chương trình ạ. Xin mời Tommy. Và người đầu tiên là người chơi Minh Hoàng. Bạn Minh Hoàng, My xin gửi bạn 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Chúc mừng Minh Hoàng. Và tiếp theo là Tuấn Dũng, chàng trai rất là lịch lãm, đầy bản lĩnh. Bạn Tuấn Dũng, 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm dành cho bản lĩnh sân khấu của Tuấn Dũng. Và tiếp theo đó là Đăng Quân. Và Đăng Quân 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Cảm ơn quân sư Tommy. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tiếp theo của ba chàng trai này, đúng không ạ? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của ba người chơi Minh Hoàng, Tuấn Dũng và Đăng Quân. Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Me.
tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Cô ca sĩ Nhí rất là dễ thương. Bây giờ các con hãy tự giới thiệu về mình nào. Mời con. Dạ con xin kính chào các quân sư. Dạ con tên là Candy Ngọc Hà. Năm nay con 10 tuổi. Năng khiếu của con là ca hát và dạy múa. Sở thích của con là đi du lịch ở Nhật Bản. Ở Hàn Nhật Bản nha. Dạ. Rồi cảm ơn con. Vậy là con cũng vừa thích Hàn Quốc xíu phải không? Có thích Nhật Bản xíu hả? Hay là... Dạ con thích Nhật Bản nhất xong rồi tới Hàn Quốc. À rồi, còn chú thì thích con nha. Chú rất là thích con luôn. Cảm ơn con chú. Còn con thì sao nè? Con chào cô chú ạ, con chào và các vị quân sư và con chào khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Con tên là Ngọc Khánh Chi ạ, năm nay con 15 tuổi. Còn con? Dạ con xin chào các cô chú quân sư và các vị khán giả đây. Có cô làm chỗ nào không? Cái áo của cô thôi chứ. Dạ con xin chào các chú quân sư và các khán giả đang ngồi ở đây. Con tên là Bùi Lý Bảo Ngọc, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Cần Thơ. Tài năng của con là hát, nhảy và con còn viết đàn nữa. Và các cô gái của chúng ta rất là đa tài. Bây giờ thì xin mời các vị quân sư, chúng ta sẽ cho điểm trước ạ. Xin mời ạ. Sao khúc này áp lực ngang vậy ta? Và như vậy là ba vị quân sư đã có số điểm của riêng mình rồi. Bây giờ thì xin phép được mời ca sĩ Quốc Đại hãy đưa ra nhận xét của mình về ba tài năng nhí đang đứng ở trên sân khấu đây ạ. Tụi con đã hoàn thành về vấn đề là
phát âm rất là tốt và các con hát rất là ra cái tinh thần của cả hai bài hát luôn. Chú có lời khen với cả ba con. Cảm ơn chú. Còn về giọng ca, chú sẽ hơi nhỉnh hơn một xíu của bé áo xanh. Candy Ngọc Hà hát cái giọng của con rất là vang, khi mà con xuống thấp cũng như lên cao con làm rất là tốt. Chi và Ngọc thì cố gắng hơn một xíu nữa. Về cái tinh thần thì các con làm rất tốt rồi. Chúc mừng ba con đã có một cái tiết mục rất là dễ thương và rất là ra chất của cô gái Sài Gòn đi tải lệ. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú Kim Thầy, Kim Quân Sư Quốc Đại ạ. Trong ba bạn thì bạn nào cũng có một cái sự rất là tự tin nhất định nè. Nhưng mà chú Phát cảm thấy cái phần tự tin nhất đó là bạn Candy Ngọc Hà. Tại vì với bài đó là cô gái mở đường thì bạn là người mở màn. Người mở màn nhưng không có cái sự rụt rè, không có cái sự hồi hộp, rúng sợ gì hết. Bạn rất là tự tin. Còn về Khánh Chi thì một cô gái rất là nhiều kinh nghiệm, đứng ở trên sân khấu lớn rồi đúng không? Cho nên là về cái phần xử lý sân khấu thì Khánh Chi làm rất là tốt. Còn Bảo Ngọc, trong ba cô là tôi thích cái tạo hình của cô nhất luôn đó. Tóc dài, mặc áo bà ba, rồi cuộn cái khăn rằn nữa và hát cái bài Cô Gái Mở Đường. Tự nhiên nó hợp dễ sợ luôn. Rất là dễ thương. Cho nên là yên tâm, chú Phát cho điểm của ba con rất là cao. Nha, tự tin lên nha. Cảm ơn chú Võ Tấn Phát. Có nghĩa là chú Võ Tấn Phát nói rằng là điểm của ba con rất là cao. Và bây giờ thì xin mời quân sư Vũ Quốc Việt ạ. Chào ba con. Chào chú. Khánh Chi và Bảo Ngọc á, ăn ảnh cực kỳ luôn. Đứng ở trên đó phải nói rằng cực kỳ ăn ảnh và nó có cái gọi là cái rest sân khấu á. Xem muốn nhìn lắm. Nhất là chỗ Khánh Chi á, là ánh đèn xuống á, con giống như một cái thiếu nữ mà trình diễn hoàn hảo lắm kìa. Rồi Bảo Ngọc thì đông đưa, dễ thương, nũng nịu lắm. Chắc là tải đạn nhiều nhất trong lớp này phải. Đó. Rồi Candy Ngọc Hà thì hát hay, để hai chị kia tải đạn. Nếu mà chú chọn tiết mục này á, chắc chú không bỏ ai luôn á. Tại hai đều luôn. Chào mừng các con đến với Người Hát Tình Ca năm nay. Dạ. Và rõ ràng là với phần thể hiện vừa rồi thì chúng ta thấy là cái sự thay đổi hoàn toàn là phù hợp và vô cùng hiệu quả, đã mang đến một không gian, một sức sống mới cho Người Hát Tình Ca. Và bây giờ sẽ là phần công bố điểm của chú Quốc Đại ạ. Chú xin dặn điểm 9 cho Khánh Chi và Bảo Ngọc. Và Candy Ngọc Hà thì chú cho con 9.5. Wow. Dạ, con cảm ơn chú. Chúc mừng Candy Ngọc Hà 9.5, Khánh Chi 9 và Bảo Ngọc 9. Chúc mừng các con. Và đây sẽ là lần quyết định để các con có thể chinh phục được ba chú để lấy về số điểm cao hơn cho lần này chứ. 1, 2, 3 mình hô sẵn sàng mình bắt đầu thôi nào. 1, 2, 3. Sáng sao. Mẹ sinh ra con trên cuộc đời này, lời âu ơ dù còn ấm áp bên nôi, tình yêu thương bao la chất chứa trong con theo tháng ngày, thầm bên con sáng soi cho con tiếng cười, dòng thời gian trôi đi mang theo nhọc nhằn.
dòng thời gian trôi đi mang theo nhọc nhằn. Mẹ công lưng, bốn ba với gánh lo âu. Giọt mồ hôi, cha rơi để giữ cho con vui đến trường. Con sẽ mãi không quên. Con muôn trùng ngàn lời ru xưa như reo rắt bên tai. Dù mai đây con đi đến những nơi xa, nơi chân trời, lời ru xưa vẫn luôn bên con. Dù mai đây con đi đến những nơi xa, nơi xa ấy, lời rất đẹp. Và đó là Candy Ngọc Hà. Không chỉ đẹp với phần thiết kế trên sân khấu, Candy Ngọc Hà xuất hiện còn đáng yêu như một nàng công chúa nhỏ vậy đó. Và không biết là cái sự ngọt ngào vừa rồi, trong trẻo vừa rồi đến từ những ca từ, những giai điệu có đủ để làm siêu lòng các chú quân sư hay chưa, để đem về cho Candy Ngọc Hà số điểm rất cao. Ngay bây giờ thì xin mời các chú quân sư hãy bắt đầu cho điểm thôi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của các chú quân sư dành cho Candy Ngọc Hà nè. Chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhận xét đến từ chú Quốc Đại ạ. Với ca khúc này, chú cảm nhận là đúng với lại cái sở trường và cũng như là nó rất hợp với giọng của con. Nên mà khi con hát, chú cảm thấy là con rất là thoải mái và mọi ca từ của con phát ra đều rất là tròn vành rõ chữ. Con xuống thấp cũng tốt và lên cao con cũng tốt. Và mọi thứ đối với chú nó tròn trịa, nó đông đầy. Nhưng chú lại có cái cảm giác là nó thiếu một cái xíu tình cảm để đưa chú tới một cái cảm giác cao hơn. Chú cần một cái phải wow nữa. Thì ở Candy Ngọc Hà thiếu một xíu về cái kỹ thuật thì không có gì mà chê hết. Đối với chú là chú cần thêm một xíu nữa. Và một xíu tình cảm nữa thì sẽ cho chú cái cảm giác nó đã hơn. Chú thiếu cái wow. Chú nói để cho con hoàn thiện hơn thôi, chứ mà đối với chú đây là cũng là một tiết mục rất là tuyệt vời rồi ha. Chúc mừng con. Chú wow một cái đi. Dạ cảm ơn chú. Bây giờ thiếu wow, chú wow một cái đi. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Quốc Đại. Và tiếp theo sẽ là chú Tấn Phát đi hen, để xem là chú Tấn Phát nghĩ gì về tiết mục vừa rồi của nàng công chúa màu cam đang đứng trên sân khấu đây ạ. Xin mời. Quá xinh, quá sáng sân khấu. Cái background sân khấu, màn hình LED, với lại lúc hồi nãy con trình diễn á, với lại cái bộ đầm và ở dưới là có khói lạnh, nó ăn với nhau, nó khớp với nhau. Nhìn trên sân khấu cảm giác nó rất là ngọt ngào, thu hút mọi ánh nhìn về con. Một mình một cõi đứng giữa sân khấu, bao nhiêu ánh sáng tập trung vô con, sáng trưng à. Rất là xinh, giọng hát rất là mượt, rất là tình cảm. Nhưng có một chút xíu giống như là chú Đại góp ý. Mặc dù tình cảm nhưng mà mình phải có một gì đó wow, để mà mình cho khán giả đi từ cái cảm xúc này lên tới cảm xúc kia, nó phải có cao trào hơn chút xíu. Thì đối với chú, tròn trịa, hợp lý, dễ thương, sáng sân khấu, chắc chắn con sẽ rất thành công và tiến xa trong con đường ca hát của mình. Chúc mừng con. Dạ, em cảm ơn chú. Cảm ơn chú Võ Tấn Phát. Bây giờ thì con sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Vũ Quốc Việt ạ. Xin mời chú. Chú có một cái lời khen ngợi con á, với gia đình con là có một cái gu thời trang. Tức là nó vừa phải lắm, nó hài hòa và biết lựa chọn
cái trang phục và cái màu sắc á, cho nó rất là đúng với cái bài. Để làm gì? Để làm cho mình tự tin. Khi mà mình thấy đẹp và vừa vặn với cái sân khấu này, với cái tiết mục đó thì mình biểu diễn nó rất là thành công. Thì cái đó là chú khen ngợi. Tức là cái đó cũng phải có cái gu nữa, chứ không phải là mình mua đồ quá mắc tiền là nó đẹp đâu, mà phải có mắt thẩm mỹ. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú Vũ Quốc Việt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần công bố điểm của chú Quốc Đại ạ. Chú sẽ cho con 9.5. Chúc mừng con. Một lần nữa cảm ơn ca sĩ Quốc Đại. Như vậy là chúc mừng Candy Ngọc Hà với số điểm rất cao, đó là 9.5. Chúc mừng. Đêm dưới trăng mơ màng đàn buồn sao câu nào nùng, than trách than duyên mình giờ đây lẻ bóng người ơi. Tình sao sớm vội tan khi người đi chẳng hẹn quay về, ai nỡ quên câu thề để cung đàn nào nề bên sau. Dưới ánh trăng năm nào tình ta thiết tha duyên đầu, nay bóng em qua cầu giờ anh phải biết về đâu. Buồn heo hắt buồn ơi, cung đàn xưa lôi nhịp tơ sầu, ai nỡ quên duyên đâu để cung đàn đêm gió sầu thương. Họ công liêu họ sang, sang họ sang công họ sang công. Họ công liêu họ sang, sang họ sang công sang liêu họ. Ai ơi chớ quên câu thề, xin quay về bên hẹn người ơi. Xa xôi dẫu nơi phương trời, xin quay về với bạn tình chúa. Trăng mơ màng đàn buồn sao câu nào đùng, than trách than duyên mình giờ đây lẻ bóng người ơi. Tình sao sớm vội tan khi người đi chẳng hẹn quay về, ai nỡ quên câu thề để cung đàn nào nề bên sau. Dưới ánh trăng năm nào tình ta thiết tha duyên đầu, nay bóng em qua cầu giờ anh phải biết về đâu. Buồn heo hắt buồn ơi, cung đàn xưa lôi nhịp tơ sầu, ai nỡ quên duyên đâu để cung đàn đêm gió sầu thương. Họ công liêu họ sang, sang họ sang công họ sang công. Họ công liêu họ sang, sang họ sang câu thề, xin quay về bên hẹn người ơi. Ai ơi dẫu xa phương trời, xin quay về với bạn tình chung. Ai ơi dẫu xa nơi nào, xin quay về bên hẹn người ơi. Ai ơi dẫu xa phương trời, xin quay về với bạn tình.
quay về với đúng sở trường của mình và chúng ta đã thưởng thức một tiết mục rất hay đến từ Tiêu Minh Phụng. Và đó là phần thể hiện đơn ca của Tiêu Minh Phụng. Dạ, bây giờ tới phần chấm điểm đi ạ. Dạ, thời gian chấm điểm đã hết rồi. Bây giờ sẽ đến phần nhận xét của Lâm Vĩ Dạ. Đúng rồi. Ủa, em cứ nhận xét trước hoài vậy? Đáng ra em nghi ngờ những anh có chuyên môn về âm nhạc nhận xét trước. Anh Việt cứu em, cứu em. Anh thích nhất là cái đôi mắt diễn xuất của em á. Đúng là một cái diễn viên á. Cái ánh mắt nó nhìn xa xăm á, làm cho mọi người cứ đâm đâm vào cái diễn xuất của em á. Nó cuốn hút lắm. Cái bài hát này nó rất là hợp với em. Tại vì em hát ca cổ nhiều á. Nhưng mà anh cứ khát khao hoài, vừa hết bài em làm một câu giọng cổ đúng sở trường của em. Tức là cái đó là cái sáng tạo riêng của em á. Để làm gì? Để làm bật lên cái điểm mạnh nhất của em. Tất nhiên là em hát bài này quá tròn trịa rồi. Tại vì em ứng phó về cái mà chế lời rất là nhanh. Cho nên ví dụ như em hát giùm anh ba cái câu cuối của cái bài đó đi. Rồi xong em sáng tạo một cái câu cổ cho anh. Liền luôn. Làm luôn. Ai ơi giàu xa phương trời, xin quay về với bản tình xưa. Ai ơi giàu xa phương nào, xin quay về với bản tình chung. Người đã xa đi bỏ mình tôi đơn lạnh, nơi bên sông xưa vắng bóng một người. Người đi rồi tôi nhớ nữa làm chi, cầu chúc cho ai được sang thuyền hạnh phúc. Xa xôi tôi nhớ một người còn lại, cũng đàn tôi đếm gió sầu thương. Trời ơi, tin được không? Quá thông minh luôn. Như vậy là tuyệt vời rồi, đúng không? Quá thông minh thiệt. Ước ao của anh nó quá đúng. Cái khả năng đó là khả năng trời cho. Sáng tạo tại chỗ và hát lượt liền, không phải ai cũng có đâu. Dạ, bây giờ là Lâm Vĩ Dạ anh đã nhận xét được chưa? Dạ, được rồi. Dạ, dạ. Phải nói đây đúng là sở trường của Tiêu Minh Phụng. Đặt để đúng nơi, đúng chỗ là có đất diễn liền. Với cái dòng nhạc này á, cái cảm xúc nó sẽ lấn át kỹ thuật rất là nhiều. Chị thấy được là Phụng đã đặt để hết những cái tâm tư, những cái gọi là cảm xúc của mình vào bài hát này. Và đã thể hiện rất là tròn vẹn bài hát này. Chúc mừng em. Rất là tuyệt vời. Anh khá là ấn tượng với bài hát này của Phụng. Em hát rất hay. Từ cái phần thể hiện tất cả những cái nốt thấp, những cái nốt cao và những cái luyến lái trong bài hát, phải nói là khá là chuyên nghiệp. Cái quan trọng nhất là khi em hát bài này, ngoài cái sự em giữ được cái cao độ trong cái bài hát đó, nhưng mà khi em trình diễn, em đi qua cầu, em đi xuống dưới này, rồi xong rồi em diễn thêm cái cảm xúc của mình trên cái gương mặt nữa, thì nó làm cho một cái bài hát rất là trọn vẹn. Và kèm theo anh nhận xét nữa là anh định cho cái số điểm mà như anh mong muốn lúc đầu. Nhưng mà khi anh Việt, anh thử thách em thêm một lần nữa, anh thấy em là một người phải nói là rất là sáng tạo và rất là tài năng. Quyết định là anh sẽ thay đổi cái số điểm, mặc dù là anh chọn rồi nhưng mà anh chưa có bình chọn điểm. Anh sẽ cho em thêm một cái điểm cộng trong cái phần thể hiện của em. Chúc mừng em rất nhiều. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh Lương Hoàng Phúc. Dạ vâng ạ. Khi nãy thì anh Lương Hoàng Phúc có chia sẻ rằng là anh có thay đổi điểm chút xíu. Liệu là khi nãy anh cho 9.5, bây giờ anh cộng thêm thành 10 điểm hay không? Chính xác rồi MC. Chính xác rồi. Trời ơi. Anh sẽ cộng thêm 1.5 điểm nữa cho em. Dạ. Cho em 10 điểm. Là 10 điểm. Chúc mừng Tiêu Minh Phụng. Mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên tầng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua.
bước chân em âm thầm la đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau bụi. Làm sao có nhau hẳn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Cho đời biến động. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Để người phiêu lãng quên mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hẳn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau xoay đá cũng cần có nhau. Chiều nay còn cảm ơn Tuấn Dũng. Và bây giờ xin mời các vị quân sư sẽ cho điểm Tuấn Dũng ạ. Xin cảm ơn ba vị quân sư. Và Vũ Minh còn nhận thấy là anh Vũ Quốc Việt có vẻ rất là hài lòng khi mà anh cứ gật đầu hoài và không thể trì hoãn cái sự hài lòng đó ngay bây giờ. Xin mời anh hãy có những nhận xét với phần thể hiện của Tuấn Dũng ạ. Cái bài này á, nó chỉ có hai đoạn thôi và rất đơn giản. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là viết là giai điệu rất là hay và rất là dễ nghe. Và nhất là cái bài này giống như một cái bài huyền thoại luôn rồi. Em đặt một cái phép tính rất là khó vô cái bài này. Với một cái tiết tấu mới như thế này, rất là may là khi cái đoạn kết nó có cái đoạn là chiều nay còn mưa. Em kéo dài cái chữ mưa, nó có hai cái lợi thế cho em. Một là em thể hiện được cái hơi dài của em và cái độ khàn của em khi em treo một cái nốt ở quãng năm. Thứ hai nữa là làm cho người ta một cái kết bất ngờ. Khi em kết, mọi khán giả ở đây nói, ủa hết rồi hả? Mà có nhiều người bất ngờ nhưng mà anh lại rất là khoái. Tại vì mình làm chuyên môn là mình khoái cái gì đó nó bất ngờ và người ta chờ đợi, nhưng hết rồi, để nghe tôi tiếp lần sau. Đó, đó là cái sự tinh tế cái chỗ đó. Và chắc chắn rằng sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã hướng dẫn em cái chỗ đó. Qua đây thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến giám đốc âm nhạc Nguyễn Hồng Thuận. Quả thực là trong cái lúc trao đổi thì em cũng có nói là anh Thuận là cái bản phối này nó hơi khó với em. Nhưng anh Thuận anh cứ động viên em hát đi. Với cái bài này nó không có cái đất để mà mình diễn, mình múa, mình nhảy, mình phô giọng. Tại vì nó quá tròn trịa. Nhưng mà nhạc Trịnh Công Sơn nó khổ cái làm nếu mà mình làm quá, mình làm lố đi cái phạm vi cho phép thì người ta đánh giá ngay. À, người ta sẽ có những phản ứng. À, phản ứng ngược lại, không tích cực. Cho nên cái bài này em hát như vậy là anh thấy là nó quá ổn trong cái phạm vi cho phép. Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Vũ Quốc Việt.
Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô gái Tú My nha. Dạ. Xin mời Tú My. Phải nói rằng là chương trình cũng rất là ưu ái cho bạn. Phải nói rằng là My rất rất thích cái bản phối của bạn. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mang một cái làn gió mới đã thổi vào trong cái chương trình này. Nó vừa có lợi cho bạn mà nó vừa có một mặt nữa là thử thách bạn nhiều lắm. Câu lót khi mà sau một câu nghỉ nó không có nhiều, nó trống vậy đó, nó cứ trống như vậy đó. Nhưng điều này á, làm cho bạn phải làm sao mà những cái câu lót nó đừng có trơ trọi, bằng cách rằng là bạn có thể hát, bạn vút nhỏ hoặc là bạn phà hơi như thế nào đó, hoặc là bạn biểu diễn hình thể. Bạn đừng có quá căng thẳng và tập trung vào bài hát 100%. Còn xét về giọng hát của bạn trong bài vừa rồi thì nó cũng rất là tròn trịa, rõ chữ, đặc biệt là những cái đoạn cao cũng coi như là một cái màn trình diễn cũng khá là hoàn hảo. Dạ. Cảm ơn ca sĩ Tú My. Không biết là với cái phần trình diễn này thì chị Oanh ơi, mình hãy chia sẻ như thế nào về chàng trai mà mình vẫn rất thích từ đầu chương trình tới giờ ạ? Đâu có lúc thích lúc không mà. Dạ, là cái phần 2 chị chưa thích. Đúng rồi. Nếu Việt thích cái đoạn sau đó, chiều nay còn mưa kêu kêu kêu, thì chị lại không thích. Ngộ vậy. Chị ca không hay mà chị không thích chỗ đó. Em biết vì sao chị không thích không? Là tại vì chị không thích ai hơi dài hơn chị. Tôi hát không hay, nhưng mà hơi tôi rất dài. Mà bây giờ có người hát dài, tôi tức. Vậy thôi. Dữ vậy sao? Dạ, tôi cạnh tranh lắm, tôi còn sân si lắm nha. Còn quá đông người thích đoạn đầu, chị thích theo. Xin cảm ơn ca sĩ Tú My. Cảm ơn hai người chơi Hồ Quang Tùng và Tuấn Dũng. Xin mời Tú My về vị trí của mình ạ. Trong hai gương mặt này sẽ có một người nhận được số điểm cao hơn. Số điểm này đặc biệt ở chỗ là không chỉ đến từ ba anh chị đang ngồi ở vị trí quân sư, mà còn được trực tiếp 100 khán giả tại trường quay bình chọn. Và giờ xin mời phần cho điểm. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ạ. Tuấn Dũng với Quang Tùng thân mến, nếu mà nói về cái quá trình á, hai bạn khác nhau. Nhưng mà nếu mà nói về chỉ tiết mục này thôi thì có sự khác biệt. Vì một bạn á, là quá trình rất là tốt, phong độ luôn giữ từ bài đầu tiên cho tới lúc này. Còn một bạn có thể là quá trình hơi khập khiễng một chút, nhưng bài này hát lại tốt. Rất là phù hợp. Một cái tiết mục tam ca vừa rồi á, đúng là một cái tiết mục để thưởng thức. Việc nghĩ rằng cái số điểm của Việt dành cho hai bạn bằng nhau. Bây giờ còn lại ở khán giả và hai vị giám khảo này như thế nào? Cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và qua phần chia sẻ vừa rồi, em thấy anh rất là thông minh, đặc biệt là cái phần đá banh đó. Đá cho hai người còn lại, rồi đá cho khán giả anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, bây giờ là phần công bố số điểm của hai chàng trai. Có số điểm là 35,6 điểm và 32,6 điểm, chênh nhau tới 3 điểm. Và chàng trai có số điểm cao hơn đồng nghĩa là người sẽ chiến thắng tại chủ đề Chuyện Của Mưa trong chương trình Người Hát Tình Ca, và đem về cho mình phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Và ai trong số hai chàng trai này? Và bây giờ xin được chúc mừng người chiến thắng với chủ đề Chuyện Của Mưa, đó là đã nhận về cho mình 10 triệu đồng. Và bên cạnh đó, Quang Tùng cũng đã được giành được giải nhì rồi. Và qua rất là nhiều vòng mà bây giờ em đã vô tới đây rồi. Và xin mời các anh chị sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với hai người chơi. Mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sẽ trao cho giải nhất tuần, đó là bài. Xin được cảm ơn ca sĩ Hoàng Châu và xin được chúc mừng Việt Khải cùng với Ngô Hằng. Và xin mời ba vị quân sư sẽ đến với phần trao điểm. Xin mời. Và đồng thời đây cũng sẽ là thời gian mà 100 vị khán giả theo dõi trực tiếp tại phim trường sẽ đưa ra lượt bình chọn của mình. Mỗi một lượt bình chọn của quý vị sẽ tương ứng với 0,1 điểm.
Thời gian những vị quân sư cho điểm cũng đã hết và thời gian bình chọn của quý vị khán giả cũng đã khép lại ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Xin mời anh. Ngô Hằng á, hát quyện theo chị Hoàng Châu ghê gớm lắm. Nhưng mà nó có một cái là biết gì không? Việt Khải á, là trúng ánh. Sau mấy cái đoạn mà chia cho em á, cứ nghĩ á, là em không hát được. Nhưng mà em lại hát rất là vô. Câu nào cái lượm câu đó. Rồi ba người hòa quyện nhau. Cho nên cái bài hát này nó tạo nên một cái bức tranh đồng quê rất là gần gũi. Cảm ơn các bạn đã gửi đến tiết mục này rất là hay. Cảm ơn những chia sẻ đến từ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố số điểm là ai sẽ là người chiến thắng trong chủ đề cuộc sống muôn màu ngày hôm nay. Một người có số điểm là 36,8 và một người có số điểm 37,8. Và người chiến thắng trong chủ đề cuộc sống muôn màu xin được gọi tên, đó là Việt Khải. Chúc mừng và tay. Chúng tôi xin dành một phút để cho ba vị quân sư có thể đưa ra số điểm của mình. Xin mời. Thời gian cho điểm đã hết và bây giờ xin mời anh Vũ Quốc Việt chia sẻ nhận xét của anh. Thật sự cái bài hát này là một bài hát quá thử thách cho ba bạn luôn á. Mình đã thấy những cái cá tính của Jackie và thấy được cái sự mãnh liệt, dù không phải cái tông của Tố Tố, nhưng mà Tố Tố vẫn hát rất là hay và ra được cái màu sắc. Đây thì cái bài hát này có lẽ rằng thuận lợi hơn hai bạn kia một chút. Cho nên đây là một cái thử thách rất là lớn. Mình hơi tiếc một chút vậy thôi. Nhưng mà cũng chúc mừng các bạn đã hoàn tất bài hát vừa rồi. Nghe lạ lắm. Em có thể cảm nhận được cái sự bối rối của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt là bởi vì tới tiết mục thứ hai này thì dường như là vị trí tốt của mỗi người có vẻ thay đổi đúng không ạ? Và ở bài đầu tiên thì có thể là Chucky là tốt nhất, nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó thay đổi dần dần. Cái gì khó có Châu Đăng Khoa lo. Dạ, xin mời Châu Đăng Khoa chia sẻ nhận xét của mình ạ. Bây giờ Khoa muốn hỏi Chucky trước. Em thấy Whitney Houston không? Chắc chắn là có. Dạ có. Đúng không? Dạ. Anh nhìn thấy được cái cách xử lý của em, những cái ngân rung cuối câu của em. Và cái điều đó chính là cái đặc biệt của em mà anh nghĩ là em nên phát huy nó nhiều hơn. Và ở dưới đây anh có cố nhắc là em phải xét mic vào vài lần để mà tụi em có thể thể hiện được rõ cái giọng hát của mình hơn. Tại vì anh thấy là em cứ xử lý thì em hay quay đi chỗ khác, em đẩy này này kia. Nó làm như vậy nó vô tình nó bị mất đi cái âm thanh của mình, làm cho người nghe người ta không thể touching đến người ta được, người ta không nghe rõ, người ta sẽ không thể hiểu được mình đang truyền tải cái điều gì. Còn về Tố Tố thì ngày hôm nay thì cái bài này anh thấy cái quãng nó không hợp em lắm, nó hơi dưới sức em không, nên là anh sẽ không có đánh giá về phần kỹ thuật giọng hát, mà anh sẽ đánh giá tụi em về cái khía cạnh đó là cái cách xử lý bài có thông minh hay không, có mới mẻ không, có thú vị hay không. Đó, nó là như vậy. Đến tay đi. Động anh thấy là bài này là em hát vững vàng, mọi thứ là nói chung là gần như là hoàn hảo luôn, không có một cái lỗi nào cả. Tuy nhiên có thể là cái trải nghiệm của cả ba em về chuyện tình yêu thì cũng cỡ anh thôi. Anh cũng ít yêu ai. Mấy chục. Nên là để mà mình có thể thấu hiểu được thì nó cần phải thêm thời gian trải nghiệm. Anh nghĩ là cái này chắc là tụi em cũng sẽ phải gặp nhiều trong đời về sau này thôi. Chúc mừng ba em đã hoàn thành và anh đã có được người chiến thắng trong lòng mình. Dạ, cảm ơn những chia sẻ. Chứ còn nếu mà vẫn phải loại thì anh vẫn sẽ chọn lại một trong hai MC. Được rồi, cảm ơn những chia sẻ của Châu Đăng Khoa. Dạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ ca sĩ Phương Vy. Đúng như lời của anh Khoa hồi nãy nói, đối với phần trình diễn của Jackie thì Jackie bị để micro hơi xa. Vy rất là thích những cái mà luyến lấy của Jackie, nhưng mà để xa quá cho nên là Vy không có nghe rõ, cho nên thấy hơi uổng. Còn đối với tay thì tự nhiên qua bài này cái tinh thần khác hẳn luôn, giọng nó sáng hẳn luôn, hợp với bài này thì không hiểu sao. Còn đối với Tố thì vẫn như cái bài trước, giọng bạn vẫn rất là mạnh, nhưng mà có một cái Vy nghĩ là mình nên tiết chế chút xíu, đó là những cái xử lý mà nó hơi nhựa trong cái câu hát á, mình tiết chế chút xíu nữa thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Phương Vy. Thì bây giờ xin mời ca sĩ Phương Vy sẽ công bố. Vy nữa ha? Đúng rồi. Bài này thì chắc là mình không có cho bằng điểm nhau được rồi.
riêng với bài này thì cái giọng của Tây nó đặc biệt, nó sáng hơn và cái phong thái của bạn trên sân khấu nó tự tin hơn, cho nên xin phép cho Tây 10 điểm. 10 điểm. Chúc mừng Tây. Còn Jackie và Tố Tố thì xin phép cho hai bạn 9 điểm rưỡi nha. Cảm ơn ca sĩ Phương Vi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả để xem ai sẽ bước tiếp và ai sẽ phải dừng lại. Và trên tay của hai MC đã có số điểm của cả ba bạn Jackie, Tố Tố và Tây. Với số điểm lần lượt là 57, 56,5 và 54,5. Người đầu tiên sẽ bước tiếp vào vòng trong thể hiện phần đơn ca của mình. Đó là... Kheo Nakhon Tây. Chúc mừng với 57 điểm. Chúc mừng bạn. Và bây giờ thì xin được chúc mừng người sẽ bước tiếp vào vòng đơn ca với số điểm là 56,5. Đó là... Jackie! Chúc mừng! Cũng rất là cảm ơn Tố Tố đã đến với chương trình ngày hôm nay và hòa giọng với hai người bạn đồng hành của mình trong hai tiết mục hát nối rất là tuyệt vời và khác lạ. Cảm ơn Tố Tố vì em đã đem cái màu sắc âm nhạc của mình đến với sân khấu của người hát tình ca. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đơn ca của Kheo Nakhon Tây và Jackie. Chưa đi màn đêm buông xuống, đâu đây buông lượn lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tình của lữ đêm đông không.
sông ngẩn ngơ kìa ai mong chờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm. Cảm ơn ba vị quân sư. Thế ngày hôm nay khi em chọn bài hát này thì em hơi bị dũng cảm, bởi vì mình không có một cái giọng hát ngọt ngào. Bài hát này nó truyền tải một cái nội dung bài hát cực kỳ là khó. Khi em chọn bài hát này thì nó chưa phải là sáng suốt. Và với giọng hát của em hát với những cái bài hát có tiết tấu, ví dụ như Người Tình Mùa Đông này, hay những cái bài hát nó có tiết tấu ấy, thì anh nghĩ rằng em sẽ dễ truyền tải hơn. Là một bài hát nó vừa truyền tải khó về hơi thở, về cảm xúc. Nhưng mà không sao, tại vì anh đã hiểu được cái nỗi lòng của em ở đấy. Và đặc biệt nhá, là khi bạn này hát này, mặc dù là Hà thấy có được rất là nhiều chỗ tranh vênh, nhưng khán giả lại cổ vũ rất đông nhiệt, lại hò reo, rồi cổ vũ lên rất là xôm tụ cho em. Thì anh nghĩ rằng là em cũng đã chạm được đến trái tim của khán giả. Bạn gái rất là nhiệt tình, và bạn đẹp nữa. Và không chỉ có khán giả đâu anh, người ngồi bên cạnh anh cũng cổ vũ rất là nhiệt tình. Bây giờ thì chắc là em sẽ được an ủi, ấm áp ha, với phần nhận xét đến từ quân sư Vũ Quốc Việt. Xin mời. Em biểu diễn cái bài này, nói về phần biểu diễn á, đúng là một cô lữ đêm đông không nhà, bằng một cái sự khát khao giữa một cái mùa đông vắng lặng, và ở phía sau có một cái cảnh visual á, tuyệt vời luôn, đẹp lắm, tạo ra một cái nhạc cảnh á, mà chính cái nhạc cảnh đó nó lôi cuốn mọi người lại gần em hơn, và thấy một cái cô gái đơn độc trong một cái bản đêm đông đúng như tác giả mong muốn. Dẫu rằng là cái sự thể hiện giống như anh Quang Hà đã nói, nhưng mà đâu đó người ta vẫn thấy gần gũi, giống như khán giả vậy đó. Và thấy mình, em lột tả hết được một cái người đơn độc trong một cái mùa đông, đã hồi hộp và rung mà biểu diễn được như vậy, thì anh nghĩ đó là một cái thành công nhất định trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn anh Vương. Những lời nhận xét vô cùng ngọt ngào, đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Hiểu và thông cảm cái nỗi niềm của một người thí sinh khi mà đứng lên để thể hiện một bài hát, mà một bài hát khó, cực kỳ khó nữa, mà em đã cố gắng hết sức mình. Tại vì biết rằng là mình đang rung, mình hồi hộp. Chính vì những cái áp lực hồi hộp rung đó mà nó làm cho em có mất đi cái niềm tin, mất đi cái sự tự tin của mình. Cũng cảm ơn em đã chúc mừng em đã hoàn thành xong bài thi của mình. Đây là một cái hành trang và cái nghiên cứu để cho em tiếp tục bước thêm nữa, em sẽ mạnh dạn, em sẽ thay đổi nhiều hơn nữa.
nha. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn những nhận xét đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng và cả ba vị quân sư. Và ngay bây giờ thì có lẽ sẽ được mời quý vị cùng đến với phần tiết lộ điểm số đến từ ca sĩ khách mời anh Quang Hà. Xin mời anh ạ. 9,5. Rụt rối tơ tăm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diều nồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân đổi thay dù biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vĩnh canh lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Mẹ vui khắp nơi, xuân reo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến, đón thư nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường dẫn lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay.
Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngõ ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi ma non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương sao thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em những ngày gì, cầu tre lắc leo tháng ngày tuổi đời trôi theo nếu chân nhau. Bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chờ cuộc mênh mông dáng xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước qua sông. Đang mùa lúa trổ đồng đồng, làm sao anh quên những ngày khi mới quen tên. Bên góc đa trên đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê anh phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Bây giờ thì xin mời ba vị quân sư sẽ dành số điểm cho Nhật Lâm ạ. Dạ cảm ơn ba vị quân sư. Để xem là cái sự thể hiện tự nhiên với ca khúc dân ca vừa rồi sẽ chiếm được cảm tình của ba vị quân sư hay không, thì ngay bây giờ xin được mời ca sĩ Hoàng Châu sẽ chia sẻ trước ạ. Em thể hiện rất là tự tin và biểu diễn trọn vẹn hết. Và giọng ca của em cũng rất là hợp với cái chất dân ca của cái bài hát này luôn. Có một điều nhỏ xíu chị rất là tiếc, em chưa có người yêu. Khi mà cái thể hiện cái bài hát á, em thiếu cái chiều sâu một chút xíu, cái tình cảm, cái da diết, cái tha thiết ở trong đó. Về có người yêu đi nha, rồi sẽ ca ngọt ngào da diết dạ, liền à. Cố gắng lâu lắm mà chắc chưa tới á chị. Không nhưng mà không sao đâu, thì cái này là cá nhân chị thôi, cá nhân chị nhận xét như vậy thôi. Em hát như vậy là rất hay rồi, thiếu một chút xíu thôi. Chị tặng em 9 điểm rưỡi ha.
Dạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ ca sĩ Hoàng Châu. Nếu mình mong muốn là phần biểu diễn của mình thiệt là hay, thật là nhiều cảm xúc thì hãy có người yêu. Dạ, mà nói đến có người yêu nhiều, thương thì... nhớ đau khổ nhiều rồi sẽ cảm xúc thôi ạ. Đó, thấy chưa? Và có người yêu nhiều, ai nhiều bằng anh Vũ Quốc Việt. Nói chung là mình cứ ngồi im, mọi người nói sao nói, hiểu không? Tại mình vì... có được ha. Biết sao mình có được rồi. À, Nhật Lâm thân mến là một người Tây ngang mà đến đây hát với một cái bài mình thích mà hát trọn vẹn và được diễn với một cái cô vũ công xinh đẹp nữa thì anh nghĩ đó là điều tuyệt vời rồi. Chúc mừng em nha. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Lý Hùng ạ. Xin mời anh ạ. Hôm nay thì anh ngồi đây là được xem cái chương trình này mà đặc biệt ca khúc vừa rồi á, anh thích lắm, anh thích cực kỳ. Riêng bản thân của Lý Hùng thôi nha. Xin lỗi là Lý Hùng thích, nếu mà bạn Nhật Lâm mà hát ca khúc này múa cùng hai bạn kia mà em mặc bộ đồ bà ba đi chân đất là còn tuyệt vời hơn nữa. Đúng là nam bộ luôn. Đúng không ạ? Anh nghĩ như vậy, anh theo bản thân của Lý Hùng thôi, bản cá nhân Lý Hùng thôi. Lý Hùng thích lắm, tại người miền Tây thì thế, họ chân chất lắm, họ thật tà lắm. Thì nó sẽ ra, nó quyện vào cái bối cảnh phía sau, ở dừa nước rồi những cái chồi lá này kia đẹp tuyệt vời, nó sẽ ra một cái ấn tượng không theo bản thân Lý Hùng thôi nha các bạn. Dạ cảm ơn anh Lý Hùng, nhưng em nghĩ đây là tạo hình của một anh chàng sinh viên rồi quê là người con của miền mình Tây thôi. Đúng rồi. Và sau đó là lên trên thành phố Hồ Chí Minh là đi học rồi rồi về quê lại xây dựng quê hương. Anh trong lúc mà đi xây dựng quê hương thì gặp cô thôn nữ, đâu là mê cô thôn nữ đó. Đó bắt đầu nó còn hôn lên là, nói chung là một vậy. Mình anh cãi không nổi với hai người đó. Đúng đâu rồi. Và lần sau hai em xin cho kịch bản trước nha. Dạ, kịch bản của tụi em tự nghĩ ra luôn á. Sương trắng bay bay trên đồng lúa vàng, thành cỏ chào lượn nắng mới khắp miền quê. Trâu dương dài nhịp nhàng cùng chim sáo, ruộng lúa reo vang sương mai bừng sáng. Nếm chín ăn nhã quê thân mi miều, bên tre chiều hà nghênh ngắn kém gì ai. Em kín giá ngọt ngào mời anh xuống về mỹ tho lòng em. Chim sáo nào đưa duyên mai mối thuyền hoa dâng quê mình vui quá. Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ và
vài cô gái nhỏ có vui chuyện trò đường về thôn niềm vui dâng đầy đó. Xin được chúc mừng phần thể hiện rất tuyệt vời tam ca của ba chàng trai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ dành ít phút để nghe các con tự giới thiệu về mình nhé. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được gửi lời chào đến ba chú nhân sư ở đây và các khán giả đang theo dõi trên truyền hình. Một lời chào thân thương và kính trọng nhất ạ. Quá chuyên nghiệp nha. Khoan khoan, hồi nãy con nói cái gì? Nhân sư hả hay quân sư? Dạ, nhân sư. Quân sư con ơi. Nhân sư là nhân con mà mấy con mà ở trước cửa mà há miệng á con. Này là quân sư con. Dạ quân sư. Không sao ạ, chỉ là một chút lỗi về từ ngữ thôi. Tưởng con nói tụi chú giữ như sư tử chứ. Không có, hiền khô à. Quân sư. Lời đầu tiên cho phép con xin kính gửi lời chào đến ba vị quân sư và hai cô chú MC và tất cả mọi người đang xem chương trình Người Hát Tình Ca. Dạ vâng, con xin tự giới thiệu, con tên là Dương Khang Sĩ Luân và con đến từ Nghệ An ạ. Tên là Sĩ Luân đến từ Nghệ An, rồi con. Dạ, con xin chào ba chú quân sư và quý vị khán giả và hai chú MC. Một lời chào sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Đúng lắm con, chính xác rồi. Dạ, tiếp đi nào. À, chú Kiều Ngân có muốn phát biểu gì không? Ai biểu chú mặc vest làm chi, thì con kêu vậy là đúng rồi. Bây giờ thì xin mời ba chú quân sư trao điểm ạ, xin mời ạ. Và bây giờ thì xin được mời chú Vũ Quốc Việt hãy chia sẻ cảm nhận của chú như thế nào về ba chàng trai áo trắng này. Dạ. Cái bài hát vừa rồi là nó thuộc là làn điệu miền Tây Nam Bộ. Chú rất là khen ngợi bạn Sĩ Luân á, là vì con là người miền Trung Bắc Bộ mà con hát được cái bài này nó suông á, nó tròn trịa. Đó là một cái điều rất là đáng mừng. Dạ vâng, rất cảm ơn chú. Còn Vũ Phong và Quốc Dương á, là cái giọng hát á, ông trời ông cho là rất là ăn mic nha. Hát vô micro là nghe nó rất là có lực và bén lắm. Có nghĩa là người ta phải tập trung liền. Ví dụ mình có lơ đãng gì đâu, nghe hai con hát cái là phải nhìn liền. Đó là một cái mà gọi là trời phú cho chúng ta có cái giọng hát đó. Thì chú mong rằng tiết mục tiếp theo nữa ba tụi con sẽ tỏa sáng và chú sẽ đánh giá nhiều hơn và có số điểm cao hơn. Cảm ơn ba con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn anh Quốc Việt. Không biết là với ca sĩ Quốc Đại, một người anh, một người chú, một người thầy thì sẽ nhìn nhận về tiết mục này như thế nào đây ạ? Xin mời anh Quốc Đại. Hôm nay thì tiết mục này của ba đứa con thì đối với chú là vừa tròn Phong và Dương. Thì có một cái sự hừng hực, một cái sự hào sảng của người miền Nam. Thì ở Sĩ Luân chú thấy một cái sự hơi mềm mại một xíu. Chắc là con phải lo tập trung về cái phát âm nữa. Nên con hơi rụt rè và an toàn ở ca khúc này một xíu. Nhưng mà chú rất là thích chất giọng của con. Tôi với con cảm ơn chú đó. Nhắc một xíu khi mà mới vô câu đầu tiên sương trắng bay bay. Bay bay chứ không phải là bay bay. Đôi khi là con cái về cái phát âm về vùng miền nó sẽ là khó với con. Con chỉ bị cái hai chữ bay bay đầu thôi. Chúc mừng ba đứa con có một tiết mục đối với chú là vừa tròn vừa đẹp. Cảm ơn chú Quốc Đại. Cái phần ca thì hai chú đã nhận xét rồi, thì chú sẽ nhận xét về cái phần trình diễn của các bạn ha. Trong ba bạn chú phát thấy là bạn Sĩ Luân là có cái sự thoải mái nhất định. Đúng nghĩa đó là tôi đang xúc động tinh thần của mọi người lên để mà cùng ra đồng và lao vào việc đồng án. Nghe bạn hát nó mở ra một cái mình cảm thấy là cái tinh thần đây rồi. Mà mình tự nhiên mình cảm thấy là mình muốn lao xuống ruộng, mình gặt lúa liền vậy đó. Phong và Dương thì về cái sự trình diễn với cái tinh thần của bài này thì theo chú phải cảm nhận các con chưa có thoải mái lắm trong cái tinh thần thể hiện. Đúng nghĩa là các con là anh Sĩ Luân hát, các con là đi ra gặt lúa đó. Đúng là rất là ngầu, dạ, rất là lực điền. Không, mạnh mẽ không đi ra gặt lúa vậy. Bên kia người ta hát, người ta thải lúa, đã thải, còn này ra gặt. Dạ. Gặt rồi gặt, đứng hát hoài. Con làm rất là tốt rồi, nhưng mà tinh thần nếu như là nó mềm mỏng hơn, nó thoải mái hơn chút xíu, cơ mặt nó giãn ra chút xíu thì chú nghĩ là cái bài này tuyệt vời. Ha, chúc mừng ba bạn. Rồi. Cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe điểm của chú Đại dành cho ba con ha. Hồi nãy chú nói là tiết mục vừa rồi là các con làm vừa tròn thì chú cho cả ba con 9 điểm. Cảm ơn chú.
rất là tuyệt vời đúng không? Cảm ơn ca sĩ Quốc Đại. Vào vòng trong thì các con sẽ cố gắng hơn ha, thể hiện tốt hơn. Vô vòng trong mình sẽ bứt phá hơn đúng không? Bây giờ 1, 2, 3 đồng ý quyết thắng nha. 1, 2, 3, quyết thắng! Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát, cho vơi đi nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương. Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi rằng người ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không để hối tiếc. Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em, và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ. Em đã hát để xóa dịu nỗi đau trong từng đêm vỡ. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không mê man như dòng xưa. Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên sông sâu. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát, cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương. Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi rằng người ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em, tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ. Em đã hát để xóa dịu nỗi đau trong từng đêm vỡ.